Ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những đó là lương nằm hai. Đầu tiên ở vị trí số 10 sẽ là Mandanda. Đây là một thủ thành kỳ cựu của Pháp, tượng đài của câu lạc bộ Olympique Marseille. Thì Mandanda khả năng đổ người và chọn vị trí cũng như phản xạ phản ứng tốt. Vị trí số 9, chúng ta sẽ đi tới Pizot. Đây là một thủ môn trẻ đang thi đấu ở giải quốc gia Hà Lan cho AZ Alkmaar. Anh có chỉ số ẩn là đấm bóng xa, năng thủ khả năng đổ người, phản xạ và rất tốt. Vị trí số 8 chúng ta sẽ dành cho Pope. Đây là một thủ môn bắt rất ổn anh, và anh cao tới vị trí số 7 ta sẽ dành cho Barbosa của một đại TC với khả năng đối mặt. Tiếp theo chúng ta có Okudiza, thủ môn Pháp ổn. Sau đó là Dukha của Algeria. Subasic Croatia. Farman của Đức. Khả năng cản thật bóng rất tốt. Tarasanu, thủ môn của Romania, 6 với khả năng lưu ý tắt bóng. Miller, Mỹ. Omlin của Thụy Sĩ. Trong những thủ môn hàng đầu thì chúng ta có Jakovic, độ cao 1m, khả năng cản tạt bóng. Diallo ở Senegal, Pilop ở Hà Lan. Lần của anh cẩn thận bóng và kẹp. Lafon của Pháp. Đây là một thủ môn trẻ sinh năm khả năng quét Mayer tại của chị, và một thủ môn rất đáng dùng khác Milinkovic-Savic. Đây là một thủ môn của Serbia sinh năm 7, năm 2 tuổi, chiều cao ấn tượng 2m02, khả năng bóng xa mạnh của anh là phạt bóng, phạt gôn tương đối ổn. Và chúng ta có Bradwick, môn Đức, cao 1m3. Đặt bóng là vợn ngoài thấy là
ta có thể xe xe của Đức.